hăng hôn tu anagate kale sadhu 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 sadhu. Dạ thầy, kinh Tam Bảo đã xong ạ. Chúng con kính thỉnh sư Minh Tuệ cầm bút để giảng thuyết bài học cho chúng con. Xin kính mời sư. Nam mô Phật thầy nhá. Nam mô Phật mày nhá. Nam mô Phật thầy nhá. Xin chào các tử học viên. Hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp bài số 3 phần còn lại. Đó là phần đàm thoại. Rồi trả lời câu hỏi đọc đoạn văn. Rồi sửa bài tập số 3. Trước tiên chúng ta sẽ học phần đàm thoại nha. Đây là phần đàm thoại. Hỏi mình có Supapato Ahang ti so nam á Po nam á quang Ahang chun a ru nam á Po to quang a gách chất tí Ahang Nghiền mà nam mát rắc thác tô à gách hà mi toàn tình ca tùng à gách tổ xí à hàng áp hà gám á nắp hà giá à gách tổng hí ca đà toàn sắc thác hà năng vi quách tí sắc xí sắc tà hát máy chê dê nát vi quách tí xà mi Ita yawa kalang tuang sukti hohi Pahu san tukhum hi. Supapato Ahang ti so nama Po nama tuang Ahang tunaru nama Kuto tuang agachasi Ahang miyat ma nama Tathato agachami Tuang ting katung agatopsi Ahang apha kamanaphaya agatomhi Kada tuang sakatha nang niwati sasi Tataha machayena niwati sami Ithaya wakalang tuang sukti hohi Pahu san tu thum hi. Rồi lần nữa ha. Supapato Ahang ti so nam á Po nam á toàn Ahang sun la ru nam á Puto toàn a gách hát tí Ahang miền ma nam á Rathato a gách Chà mi Toàn kinh Ka tung a gách tổ xí Ahang apha gamanathaya agatom hi Kada tuang sakatha nang yuvati sati Sata ha machaye na yuvati sami Itha yawa kalang tuang sukti hu hi Pahu san bhutum hi. Rai em ai đọc được trước thì mời ai giơ tay lên để em tập đọc phần năm thoại này. Thánh có trên lớp học không ạ? Dạ thưa Khánh, chưa về sư ơi. Tôi có chiên bài lớp học bình thường. Dạ. Dạ xin mời cô Kim Cúc đọc ạ. Dạ. Thưa sư, con xin đọc ạ. Su Pháp Ba Tô xin chào. Su Pháp Ba Tô xin chào. A Hăng Tít Sô Na Má. Tôi tên là Tít Xá. Cô Na Má Toàn. Bạn tên gì? A Hằng Sundaro Nama. Tôi tên là Sundara. Kuto Toan Agat Chasi. Bạn từ đâu đến? A Hằng
Myanmar Nama Ratthato Agachami. Tôi đến từ Myanmar. Toan Kinh Katung Agatosi. Bạn đến đây để làm gì? Ahang Afa Gama Nathaya Agatomhi. Tôi Sakathanang Niwatisasi. Khi nào bạn quay trở về Myanmar? Satta Osatta Hamak Chayena Niwatisami. Sau 7 ngày nữa tôi sẽ trở về. Itha Yavakalang Toan Sukhi Hothi. Chúc bạn được an vui suốt thời gian ở đây. Bahu Sang Tut Thom Hi. Xin cảm ơn nhiều. Thưa sư xin hết. Dạ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ bạch sư con xin đọc. Xuất phát Ba Tô xin chào. Xuất phát Ba Tô xin chào. Á Hăng Tít Sô Nam Má. Tôi tên Tít Xá. Cô Nam Má Tuân. Bạn tên gì? Á Hăng Xuân Đá Rô Nam Má. Tôi tên Xuân Đá Ra Rá. Cú Tô Tuân Á Gách Chá Xí. Bạn từ đâu đến? Á Hăng Myanmar Nam Má Rát Thát Tô Á Gách Chá Mí. Tôi đến từ Myanmar. Phan Kinh Ca Tung Á Gách Tô Xí. Bạn đến đây để làm gì? Á Hăng Áp Phà Gá Má Ná Tha Giá A Gát Tôm Hít. Tôi đến để tham quan Cá Đa Toàn cá, Sát Cá Tha Năng Ní Quách Tí Xá Xí. Khi nào bạn quay trở về Myanmar? Sát Ta Há Má Trái Dê Ná Ní Quách Tí Xá Mí. Sau 7 ngày nữa tôi sẽ trở về. Ít Há Gia Quá Ca Lăng Toàn Xuất Khi Hô Hí. Chúc bạn được an vui suốt thời gian ở đây. Bá Hú Săn Tút Thâm Hí. Xin cảm ơn nhiều. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Xuất Pháp Ba Tô xin chào. Xuất Pháp Ba Tô xin chào. Á Hằng Tích Sô Nam Á. Tôi tên là Tích Xá. Cô Na Má Toan, bạn tên gì? A Hằng Sundaro Na Má, tôi tên là Sundara. Kuto Toan Agachasi, bạn từ đâu đến? A Hằng Myanmar Na Má Ratthato Agachami, tôi đến từ Myanmar. Toan Kinh Katung Agatosi, bạn đến đây làm gì? A Hằng Afa Gan Má Nathaya Agatomhi, tôi đến để tham quan Cá Đa Toan Sát Cát Tha Năng Ní Quá Tít Sát Xí. Khi nào bạn quay trở về Myanmar? Sát Ta Há Chá Sát Ta Há Má Chá Dê Ná Ní Quá Tít Xá Ní Quá Tít Xà Mí. Sau 7 ngày nữa tôi sẽ trở về. Ít Thá Gia Quá Ca Lăng Toan Suốt Khi Hồ Hí. Chúc bạn được an vui suốt thời gian ở đây. Bá Hú Săn Tút Thâm Hí. Xin cảm ơn nhiều. Và bà sư xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Xuất Phá Ba Tô xin chào. Xuất Phá Ba Tô xin chào. Á Hăng Tít Sô Nam Má. Tôi tên là Tít Xá. Cô Nam Má Toan, bạn tên gì? Á Hăng Sundaro Nama, tôi tên là Sundara. Kuto Toan Agachasi, bạn từ đâu đến? Á Hăng Myanmar Nama Ratthato Agachami, tôi đến từ Myanmar. Toan Kinh Katum Agatosi, bạn đến đây để làm gì? Á Hăng Afa Gama Nathaya Agatomhi, tôi đến để tham quan. Kada Toan
sa cát tha năng ni quát tí sa si. Khi nào bạn quay trở về Myanmar? Satta hamaccha ye na ni quát tí sa mi. Sau 7 ngày nữa tôi sẽ trở về. Ý tha ya quá ca lăng toàn su khi hô hí. Chúc bạn được ăn vui suốt thời gian ở đây. Bá hú sang tút thô. Bá hú sang tút thôn hí. Xin cảm ơn nhiều. Dạ bà sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc. Sư Pháp Bá Tô xin chào. Sư Pháp Bá Tô xin chào. A Hằng Tí Sơ Nát Má. Tôi tên là Tí Xá. Khô Nát Má Toàn, bạn tên gì? A Hằng Xuân Đắc Rô Nát Má. Tôi tên là Xuân Đắc Rác. Khu Tô Toàn A Gác Chá Xí. Bạn từ đâu đến? A Hằng Mi Nát Má. Nát Má Gác Chắc Thô Gác Chá Chá Mí. Tôi đến từ Myanmar. Toàn Kinh Khá Tung A Gác Tô Xí. Bạn đến đây để làm gì? A Hằng A Hát Gác Mát Nát Thà Gác A Khát Tôm Hí, tôi đến để tham quan. Khát Đà Toàn, Sa Thác Tha Nam, Nít Vát Tí Sa Sí. Khi nào bạn quay trở về Myanmar? Sa Ta Ha Thác Cha Di Na, Nít Vát Tí Sa Mí. Sau 7 ngày nữa, tôi sẽ trở về. Ít Thác Gia Vác Kha Lăng Toán Su Hí Kho Hí. Chúc bạn được an vui suốt thời gian ở đây. Bác Hú Săn Tu Tôn Hiếp, xin cảm ơn nhiều. Dạ xin hết. Mời Phật tử Ti Ma. Dạ thưa sư xin đọc. Sư Pháp Bà Tô xin chào. Sư Pháp Bà Tô xin chào. A Hằng Tích Sô Nam Má, tôi tên là Tích Xá. Cô Nam Má Toan, bạn tên gì? A Hằng Sundaro Nam Má, tôi tên là Sundara. Cú Tô Toàn Agachat Sĩ, bạn từ đâu đến? A Hằng Myanmar Nam Má Rất Thá Tô Agachat Mí, tôi đến từ Myanmar. Toàn Kinh Katum Agat Tô Sĩ, bạn đến đây để làm gì? A Hằng Afagamanat Thá Giá Agat Tô Mí, tôi đến để tham quan. Cá Đa Toàn Sakatha Năng Ní Quách Tích Sách Xí. Khi nào bạn quay trở về Myanmar? Sách Tà Há Mát Chá Dê Ná Ní Quách Tích Sa Mí. Sau 7 ngày nữa tôi sẽ trở về. Ý Thá Gia Quá Ca Lăng Toàn Xú Khi Hô Hí. Chúc bạn được an vui suốt thời gian ở đây. Bé Hú Săn Tú Thơm Hí. Xin cảm ơn nhiều. Dạ, yeah, thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Diệu Thúy. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Supa Pato xin chào. Supa Pato xin chào. Ahang Tiso Nama. Tôi tên là Tít Xá. Cô Nama Toan, bạn tên là gì? Ahang Sundaro Nama. Tên tôi là Sundara. Kuto Toan Agakcha Sĩ, bạn từ đâu đến? A Hằng Myanmar Nama Rat Tha Tô Agakcha Mí, tôi đến từ Myanmar. Toan Kim Katum Aga Tô Sĩ, bạn đến đây để làm gì? A Hằng Apha Gá Mana Tha Giá Agato Tôm Hí, tôi đến để tham quan. Kada Toan Sakatha Nam Ní Quát Tí Xá Tí Xá Xí. Khi nào bạn quay trở về Myanmar? Sát Ta Há Mắc Chây Giá Ná Dê Ná Ní Quá Tí Xá Mí. Sau 7 ngày nữa tôi sẽ trở về. Ý Tha Gia Quá Ca Lăng Toan Su Khi Hô Hí. Chúc bạn được an vui trong suốt thời gian ở đây. Ba Hú Sang Tút Thôm Hí. Xin cảm ơn bạn nhiều. Thưa sư con xin hết ạ. Mời Ngọc Trân ạ. Dạ thưa sư con xin đọc.
Supapato xin chào. Supapato xin chào. A hàng tí sô nam á, tôi tên là Tí Xã. Cô nam á toan, bạn tên gì? A hàng Sundaro nam á, tôi tên là Sundara. Puto toan agachasi, bạn từ đâu đến? A hàng Myanmar nam á ratato agachami, tôi đến từ Myanmar. Toan king katum agatosi, bạn đến đây để làm gì? A hàng Afa Gamana Thaya Agatom Hi, tôi đến để tham quan. Kada Toan Sakathanam Niwatisasi, khi nào bạn quay trở về Myanmar? Satahamachayena Niwatisami, sau 7 ngày nữa tôi sẽ trở về. Ithayawa Kalan Toan Suốt khi hồ tí, chúc bạn được an vui suốt thời gian ở đây. Bá hữu san tú thơm hí, xin cảm ơn nhiều. Dạ con xin hết. Dạ đã hết rồi sư. Lớp cố gắng đọc phân biệt âm ngắn, âm dài, âm S, âm A, đọc ngang ngang quá, đọc ngang ngang quá. Đọc vậy là mai mốt mình biết câu sai hết. Đọc phân biệt âm ngắn, âm dài, âm ác, âm a, âm ý, âm y, âm cú, âm u. Nó chỉ có 6 âm đó thôi. Mình tập đọc phân biệt nó cho quen. Rồi bây giờ phần trả lại câu hỏi. Phải học ngoại ngữ thì phải chú ý nghe đọc để mình đọc theo. Chấm đọc theo cách của mình là đọc sai hoài. Có người học từ năm này sang năm khác không tiến bộ, tức là vẫn đọc sai. Lý do là mình không nghe người ta đọc để mình sửa, mà cứ đọc theo cách của mình. Rồi giờ mình xem phần trả lời câu hỏi. Mình có 5 câu hỏi trong bài học này. Ly 8 món vật dụng là gì? Mình có gì? Ai còn nhớ? Dạ bạch sư, 8 món vật dụng đó là Papajitan là Paris, là Sangati. Dạ, Sangati là Tăng và Lê. Uttara Sangho là y vai trái. Uttara Sangho là y vai trái. Antara Vasasako là y nội. Và sắc cá là y nội. Bát tá là bình bát. Purancha là 4, còn 5 là kura là dao cạo. Số 6 là su chí là cái kim. Số 7 là các tí ban tha ná là dây thắt lưng. Số 8 là parisawana là đồ đọc nước. Và đó là tám món vật dụng. Rồi câu số 2, tìm các danh từ đã được sử dụng ở tư cách phần đoạn văn và cho biết ý nghĩa sử dụng. Phần này thì mình sẽ đọc đoạn văn ha. Câu số 3, hãy gạch dưới các danh từ ở dạng sở thuộc cách và định sở cách đã được sử dụng trong đoạn văn. Rồi gạch dưới ha, sử dụng cách định sở cách. Thứ tư là tìm các danh từ năm tính bị người hú có biến cách như cá hú và tập chi chú chỉ. Phần này thì trước mình học mình có tập rồi.
Câu số 5 là hãy sử dụng danh từ sau đây để biết thành câu hoàn chỉnh theo các cách chia đã được học. Thì là phát utara sangga antara wasaka iku sanghati jivara. Cái phần này thì hôm trước là thi học câu đã tập làm rồi à, nên mình không có làm lại nữa. Bây giờ mình sẽ đọc đoạn văn để mình tìm xuất xứ cách, tìm sở thuộc cách, tìm định sở cách à, sở cách theo đi cầu của câu hai câu hỏi số 2 và số 3. Rồi đây là phần đoạn văn bài 3 là mã. Rekharani ketika ronama prama kita raja cuma rasa apa pencantak rasa itu apa kita dan rekharani hati tani sangkati ya utara sanggoja antara wasakoja patoja kurenja tuji tuji ya tất tí còn thanh nành chá bà rí sao quanh nành chá khí kê tra hí dà ní bà rí thà rà ní út thà thắt tí kê hí tí khu nàng hoa sang thà nàng hoa bồ chi tà ní chá tà rô bà chá dà tí quý chầm tí để chá tà rô bà chá dà chê bà rí chá cô sư không thấy bài thưa, không thấy bài trên màn hình chứ không thấy hả? Dạ thấy chưa? Dạ rồi. Papachita nang parikharani katikaro nama prama titattha raja kumarasa papachita papachantasa tasa pujitung papachita nang attha parikharani hari tani sanghati ya utara sanggo ya antara wasako ya pato ya kureng ya suci ya ketipan hanang ya periksa wanang ya ti etrahi yani perikarani utak patikehi iku nang wa sangha nang wa kuji tani tani cetaro pacaya ti mujati te cataro pacaya jivaranja penapa toja sena sananja gilana pesecanja ti talanya papaci tanang perikarani ketika ro nama prama sitatha raja kumarasa papacanta sa paksa puji tung apaci tanang katha parikharani ahari tani sanghati ca utara sanggu ca antara wasako ca pato ca kurang ca suji ca ketipon thanan ca parisa wanan ca ti etrahi yani parikharani utha patikehi pikunang wa sangkhanang wa pujitani thani cattaro pacaya ti ujjanti te cattaro pacaya jivaranja pinnapato ca sena sananja gilana te secanja ti. Rồi mời lớp chia tay lên để đọc bài. Đọc hai đoạn ha, mỗi người đọc một đoạn. Cô Phúc Chi mời lớp đọc. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Bát bá chí tà năng bá đi kha ra ni phát tí ca rô nà má pra má
Siddhartha Rajakumarasa Papa Chantasa Tassa Bujetung Papa Chitanang Atha Barikarani Ahari Tani Sanghati Cha Uttara Sango Cha Antara Va Sako Cha Bato Cha Huran Cha Suchi Cha Gatipan Thanan Cha Barisa Vanan Cha Ti. Sư Sưng đọc tới đây. Rồi. Em xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc. Etarahi yani barikharani buddhatha buddhatha tikehi vikunangwa sankhanangwa bojitani tani chattaro bachayati vuchanti te chattaro bachaya chi qua rành cha bình đa ba tô cha sê na sa lành cha ghi là na về sách chành cha tí. Dạ con xin hết ạ. Mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Papa chita năng parikarani gatikaro nama brahma Siddhartha Rajakumarasa Papa Jantasa Tassa Pujetung Papa Chitta Nang Atha Parikharani Ahari Tani Sankhati Cha Uttara Sanggo Cha Antara Wasako Cha Pato Cha Kuran Cha Suci chí chá các tí bàn thá nành chá prisawa nành chá nành chá tí. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Etarahi yani parikarani putta patikehi Piku nang wa sangga nang wa puji tani cat tarung paca yati ucanti te cat tarung paca ya jiwa ran cat pinda pato cat sena san nan cat kỵ là nắp bề tắt trầm trà tị. Dạ thưa con xin cảm ơn. Xin mời Ngọc Trân ạ. Thưa sư con xin đọc. Papa chita nang parikarani katikaro namarama sithathara jakumarasa papa chantasa tasa pujetum Papa chi ta nang atha parikharani ahari tani sankhati cha uttara sanggo cha antara vasako cha patto cha huran cha suci cha kati pantha nang cha parisawa nang cha ti. Xin mời Phật tử Tiên Ma. Dạ thưa sư xin đọc. Etarahi yani barikkanarani buddha fatti kehi khitkhu nang wa sankhanang wa buddhi tani chattaro bacca Bacca yati ucchati ucchanti te
Chattaro Pachaya Chiwa Rancha Binda Bato Cha Sena Na Nancha Vilana Phê sách chân cha tí. Dạ thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Bác bá chí ta năng bá rít kha gia mí gia tí ca rô nam má gắn ma sĩ khắc tháo ra chá khu ma tác xá bác bá chăm tác xá khu chê tung bác bá chí ta năng ép thả và rít khá ra ní ba hà rí ta ní sang hà tí chá út ta rá sang vô chá an ta rá qua sá vô chá tắc tô chá khu rành chá sư trí chá ca tí băm khá năng chá và rít qua quá năng chá tí. Giờ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Ê tá ra hí gia ní ba rí kha ra ní Buddha Hatikehi Bikunang Wa Sangganang Wa Sangganang Wa Uchi Tani Tani Chataro Pachayati Uchanti Te Chataro Pachaya Chiwarangcha Pinda Pato cha sena sanang cha gila nap phê sa di dằng cha tí. Dạ bà sư, con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Rồi trong sách nó ghi Siddhartha Gajakuma Rasa, nhưng mà giờ đọc theo cái bản trên đây hả sư? Bản trên đây hả? Không biết nghe rõ không, sao con nghe nó rồ rồ kìa. Nghe đọc đi. Dạ. Bắc bà di tắc năng bắc rít kha ra ní gắt tí kha rô nạc má ra má si đắc thà gà giác thu mắc rất xá bắc bà giang tắc xá tắc xá bút di tùm bắp bà di tạc năng ác há bắc vi khà ra ní a há rí ta ní tăng hà tí chắc út tắc rắc sang gô chắc ăn tắc rắc và sắc gô chắc bắc tô chắc khu răng chắc su xí chắc cắt tí tăng tắc năng chắc bắc vi xà và năng xà tí. Rồi con xin hết. Xin mời Phật tử Diệu Thúy ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Ê tra hí gia ní parikha ra ní bút thá phát tí kê hí bích khu năng hoa sang ga năng hoa pu chi ta ní ta ní chắc ta rô bắc chay già tí bút chăng tí tê chát tá rô bắc chay già chi quá răn chá bên đá pa tô chá sê na san năn xá năn chá ghi la na phê sát chan chá tí. Bạch sư, con xin hết ạ. Dạ đã hết rồi ạ sư. Theo yêu cầu của mày học từ nãy là mình tìm xuất xứ cách, trợ thuộc cách với định trợ cách.
đây mình thấy thứ hai. Sư trong đây có từ bu chê tung á sư. Ừ. Bu chê tung là cách thứ mấy? Dạ thưa cách thứ hai. Bu chê tung mà sao cách thứ hai được? Tung là bị biến cách mà sao cách thứ hai? Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư, trong đoạn văn này con thấy có một một từ là bút thá phá tiết kê hí là xuất xứ cách thưa sư, nó là cách thứ năm. Cái đó mình dịch sao? Tại cái xuất xứ cách nó cùng với sử dụng cách con nói dịch cho. Cho nên mình phải xem cái đó là người ta sử dụng ở xuất xứ cách hay là ở sở thuộc cách nữa. Cho mình không thấy ê hí sao không mà lại xuất xứ cách được. Nên là câu đó mình dịch sao đây? Các món vật dụng được Phật tử cúng dường đến các vị tỳ kheo hay là đến chư tăng. Cho nên ở trong trường hợp đó chữ phút tháp phát thì kê hí nó là cách thứ ba cho nó không phải là thứ cách. Nó là cách cho nó không phải là thứ cách. Vậy là không phải rồi. Dạ. Dạ thưa sư Rema đúng không sư? Rema đúng kê. Rema cái gì chữ gì? Dạ chữ Rama Loka sư. Ở trên nằm kia Rama không ạ? Chữ Rama Loka không? À con nhìn trong sách mà trên đó không có chữ Loka. Đi phát nguyện vật dụng còn kia. Dạ thưa sư, cách sáu là ở Papachita năng thưa sư. Papachita năng là cách thứ sáu, còn cách thứ năm thì phải tăng đi kiếm. Dạ cái chỗ mà cái câu mà tát xá bút chê tung Papachita năng á sư tư, rồi sau nó mới át thá parikarani. Dạ cách thứ sáu, mình xem ở chữ A năng đó nó là cách thứ tư hay là cách thứ sáu. Tại chữ A năng đó là nó trùng với cách thứ tư hay là cách thứ sáu. Nên phải dịch nó hơi sao. Tức là ở đây là gì? Tá xá phù chì tùng pháp bách chi tà năng áp tháp ở đích thà là ní à ha ní. Tức là mang đến 8 món vật dụng của bậc xuất gia hay là dành cho bậc xuất gia để cúng dường cho đến Bồ Tát. Ở chỗ đó thì nó có thể là có khả năng là cách thứ sáu hoặc là cách thứ tư ạ. Thứ tư. Yeah. Mà ở trong đoạn văn này sư viết là sư viết tại cách thứ tư. Tại 8 món vật dụng đó nó chưa thuộc sở hữu của ai mà chỉ là dành cho bậc xuất gia thôi. Yeah. Cho nên cho đó mình chọn không được. Vậy thưa sư Rema đó sư, nói dùng để diễn tạc ý nghĩa một phần trong toàn thể đó, sử dụng thứ hai được không sư? Rema đó sư, chữ Rema đầu tiên mà. Rema chữ đó là chữ cách là nó có gì? Dạ, phải thêm Ramana năng.
sư chữ bút thả tiếng tây hí là xuất sư cách thứ năm đúng không sư? Bút thả sắc tây hí hả? Dạ. Đó là nãy mình chọn thứ ba rồi. Thứ ba, nãy sư nói bơ thứ ba. Đọc lại đoạn văn nè. Cách tiết khá ra nam má phẩm mà tập hà ra chá khu mà ra sát khó bí chín khó bí chẳng đá sát đi. Đây cùng đó rồi coi, cùng đó nó có khả năng là cách thứ tư và cách thứ sáu. Tìm xem ta nó sẽ dịch làm sao. Thì cái chỗ đó người ta sẽ dịch là gì? Khi Bồ Tát khi thật hát xuất gia. Người là cách thứ mấy? Tay dịch vậy là cách thứ mấy? Thứ bảy. Dịch vậy là cách thứ sáu. À, cụm từ cách thứ sáu. Ở đây nó là một danh từ để cứ một phân từ ở đây là hiện tại cụm từ. Cách thứ sáu nó mới dịch được như vậy. À, còn cách thứ tư thì nó dịch vậy không được, nó không được phép tài ở trong đó. Đó là cách thứ sáu hay là cách thứ bảy? Nhưng mình thấy trong trường hợp này nó chia như vậy thì nó là cách thứ sáu, tại cách thứ bảy nó có dạng ám sát thì nó là cách thứ sáu. À, thứ sáu rồi đó là một cách thứ sáu rồi mình còn ở đây mình còn cái chỗ này mình cũng lấy được cũng vừa đến như là cách thứ tư các vị thì kêu cái đoạn này nó không có định là cách mà cũng không có cái xuất cách luôn ta. Cái chi đây là cái này sẽ ghi là cái gì nhá? Cái cung năng. Dạ, để cung dường để những phụ ta. Cái câu này nó sẽ ở cái đoạn văn này sử dụng cách thứ tư gì? Cách thứ năm không thấy. Thứ năm không có. Rồi, thứ sáu thì được một hai chữ, cách thứ bảy thì cũng không có. Rồi là cách thứ phần này ha. Thì là cái cách thứ giờ thưa bà sư, nếu mà cách thứ sáu như vậy là nó ở cái chỗ là Sittatarajá của Marasa hoặc là Pachantassa thưa sư. Còn cái Tassa mà Pujitumtassa, cái Tassa này là ở chỉ định cách đúng không ạ? Lúc này là chỉ định cách. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta sang phần sửa bài tập. Dạ, Phật tử Hảo Nguyễn vui lòng không phát biểu tắt video à, tại vì bên cô hình như gió hay sao nó hơi ồn. Lên nữa vì sửa bài tập này sẽ ra đây để coi thử. Ở đây sẽ tương đối tương mở nhé, chữ mở file rồi sau giờ tìm ở đây file đó. Bài tập quyển 2 này bị từ vựng khá nhiều cho nên mình không có đọc từ vựng mà chỉ đọc phần câu bài tập thôi, cho nên phần từ vựng cấp đến chịu khó mình đọc trước. Rồi đây là 5 câu bài tập của quyển 2. Câu 1: Thất tí ca rắc phạm ma
bồ thi thắc tác phá phù chỉ tùng phạm an lô cách mà bác bác chi tác sát phá rí thà rà ní à hà rí át thác phá rí thà rà ní sang thà tí út tá ká sang thù an tà rà hoa sắc bồ bác tò kê tí phòn thà năng thù chí út ràng phá rí thà quán nành chà tí. Câu 3 là ga mê hoa ní ga mê hoa út bà sĩ kê hi sát tin của ba sát ca thích khu năng và rách thà ra ní ní chăng phù chiên tí ở số 4 tâm an nà năng chắc tà rô vách chê gia chì và rành chá kinh nắp bà tổ chá xê nà phát nành chá ghi lạc nó kê sách chanh chá tí ở số 5 và rách thà ra năng vi hà rầm hí thích khu phân đạt phình đại giác cha ri tùng phát ta chì vỡ răng áp sinh là hàng bế quân trầm tí. Nghe đọc lần nữa. Khát tí ca ra phạm mà phù thi sát tác xã phù chì tùng phạm mà lô cát mà phát tí chi tác xã bế khá ra ní à hà rí áp thá bế khá ra ní sang khá tí út ra sang vô an tà ra hoa sắc khô bác tò kết tí phần thân năng su chi khu răng bế xa vấn nành chà tí gà mê hoa ní gà mê hoa u pa si kê hi sắc kinh u pa sắc ca phí khu năng bế khá ra ní ní chăng phù chiên tí tâm an nà năng chất tà rô phá chế gia chì vỡ rành chá phin nắp bà tô chá xê nà sa nành chá ghi là nà phê xê chanh chá tí ở số 5 phá rích hà rà năng vi hà rầm hí thích phù phin đà phin đà giác chá rê tùng phá tay chì vỡ rành áp phân thăng phá rê phù chăm tí rồi xin mời lớp dưới tay lên để mình đọc phần 5 câu hỏi này rồi sau đó chúng ta sẽ dẫn ha đọc trước thì để mình làm quen với các đọc. Cô Kim phải lớp đọc. Dạ, dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư, con xin đọc ạ. Khatika ra Brahma Bodhisattva Ujjetung Brahma Lokasma Bappachitassa Parikharani A à, Hari. Câu thứ hai. Attha Parikharani Sankhati Uttara Sango Antara Vasako Bato Katipan Thanang Suchi Khurang Barisa Vanan Vanang Chati. Câu thứ ba, gà mê hoa, ní gà mê hoa, ú bá sĩ kê hí, sắc thình, ú bá sá ca, bích khu năng, bá rít khà ra ní, ní chăng, bù chăn tí. Câu thứ bốn, sá má na năng, chắc tà rô, bác chá già, chi quá răng chá, bình đá bà tô chá sê na sa na sa nan chá ghi là na phê chách chan chá tí. Câu số 5. Bá rích khà ra năng quý hà ram hí bích khu bình đà giá chá rí tung bắt tá chi quá răng á phiên hằng bá rí bùn chàn tí. Thưa sư xin hết. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Sư con xin đọc á. Gatika ra Gatika ra Ramana Bodhisattva Bodhichitung Ramma Lokasma Bappachitassa Parikharani Ahari. Câu số 2. Attha Parikharani Sankhati Uttara Sango Antara Vasakko Patto
Kati bằng thanang su chi khu rang barisa quá nành cha tí. Dạ câu số 3. Game qua ní game qua upa si kê hí sắp hình upa saka khí khu nàng barikharani ní chẳng bù chèn tô bù chân tí. Câu số 4. Samana nan chattaro pachaya chi quá rành chá bình đá bà tô chá xê nà xá nành chá ghi là ná về về sách chành chà tí. Câu số 5. Barik kharanang quý hà ram ram hí thuyết khù bình đá giá bình đà giá chá rí tùng bát tá chi quá răng á phình hàng bá rít buồn chẳng tí. Con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ bà Sương xin đọc ạ. Câu thứ nhất. Gatika Gatika ra Brahma Bodhisattasa Puchetung Brahma Lokasma Papa Papachitasa Parikarani Ahari. Câu số 2. Atha Parikarani Sangati Uttara Sango Antara Wasako Pato Gati Pantanang Suci Kurang Parisawa Danjati. Câu số 3. Game wa ni game wa upasi kehi sating upasaka fikunang parikarani chit nichang pujanti. Câu số 4. Samananang chattaro pachaya jiwarancha pindapato cha senasat nành chá ghi la ná phê xá dành chà tí. Câu số 5. Parikha ra năng quý há ràm hí phít khu pin đà giá chá rít tung bát tá chi quá răng á phình hằng parí phun chành tí. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Phương Phi ạ. Để con xin đọc. Gatika Rama Bodhisattasa Bujetum Rama Lokasma Bapaya Yitasa Bakrikha Rani Ahakra Ahari. Câu số 2. Atha Bakrikha Rani Sangrati Uttakras Sango Antakras Vasako Pato Kati thang đắc năng su sĩ khúc ram bắc risa vanasa tí. Câu số 3. Gặp mê và đi gặp mê và úp ba si kê hí sắc thịa thín úp bát sa ca bí khút năng bắc rít kha ra ní đi chăng bút bù dền tí. Câu số 4. Samat nạp măng chắc các đồ bắt chắc già si bắt răng chắc bình đắt bắt tổ chắc xê nắc sắc năng chắc ghi lát nắc bề dần bề xá dần xà tí. Câu số 5. Bắt rít khà rắc năng vi há rắc răm phí bích khu bình đắt giác chắc chi gùm bắt chắc si bắt răng áp biết năng bát rít bút dân tí. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc bài số 1. Gatikara Brahma Bodhisattasa Pujetum Brahma Lokasma Papa Jitasa Parikarani Ahari Atta
pari, xin lỗi câu số 2, akka parikarani sangha sangati uttara sango antara vasako patto katiban tanang suci kurang parisa wanyan jati. Câu số 3, game wa ikame wa upasikehi satim upasaka vikunang parikarani nikjang pujet pujen no pujenti. Câu số 4, sa mang na nang chat tạp rô phát chặt ya chị qua răng chắc pin đã phát tô chắc sen na san nan chắc ghi lạ nắp pê sa chan chắc tí. Câu số 5, paprika rạng nang vi hà ram hi piku pi đã ya chắc rít tung phát tạ chị qua răng am pin áp pin hằng Hari Pujanti. Dạ thưa con xin cảm ơn. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc câu thứ nhất. Gati Kara Brahma Bodhisattasa Bujitum Brahma Lokatma Papa Chitasa Parikarani A Hagari. Câu số 2, Atha Parikarani Sangati Uttara Sango Antara Vasako Patto Gati Panthanang Suci Purang Parisawanang Jati. Câu số 3, Rame Wa Nigame wa upasikehi satin upasaka bikunang parikarani nikchang nikkang ujenti. Usubu sama nanang chattaro pacaya jiwarangca Pinda Pato Cha Sena Sanang Cha Sena Sanang Cha Gila Nafe Sayang Jati Parikaranang Viharang Hi Iku Pindaya Charitum Pata Chiwarang A Phinh Hằng Pari Pun Chan Ti. Dạ bà sư con xin hết. Xin mời Phật tử Lan Lê ạ. À. Dạ thưa sư. Dạ thưa sư con xin đọc. Gatikara Brahma Bodhisattasa Bapacitasa Parikarani Ahari. Câu số 2, Appa Parikarani Sankati Uttara Sanko Antara Vasako Pato Katibanda Thanang Suchi Kurang Parisavananjati. Câu số 3, Gamewa Nikamewa Upasikehi Satim Upasaka Bikunang Parikarani Nichang Bujenti. Câu số 4, Samananang Chattaro Bajaya Jivarancha Ban Pindabatocha Senasanancha Yelana Besa Janjati. Câu số 5, Parikaranang Viharamhi Bhikkhu Pindaya Charitum Bhatta Chivarang
Apinahang Paribun Janti. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Tiên Ma. Dạ thưa sư, con xin đọc. Câu thứ nhất, Khetikare Rama Bố thí sát tá tát xá bu chê tâm Rama lô gát ma bát 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 trí tát xá barit kha ra ní a há rí. Câu số 2, á thá barit kha ra ní sang kha tí út tê út tê rê sang chung gô antare wa shako pato kati ban thanang suci kurang berisha wanang wanan jati. Câu số 3, game wa li game wa ubasikahi chakin ubasaka Bitkunang Barit Karani Nichang Buchinati. Câu số 4, Samananang Chattaro Pachaya Chiwa Rancha Bindapato Cha Sena Sanancha Vila Nafe Sat chan cha tí. Câu số 5, barit kha ra năng quy ha ram hí ít khu bình đa giá cha rít tùm bát tá chi quá răng áp vinh hăng bari phun chan tí. Dạ thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Diệu Thúy ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc ạ. Khathika ra Brahma Bodhisat Tassa Punche Tum Brahma Lokasma Papachi Tassa Parikhara Ni Ahari. Câu thứ hai, Attha Parikhara Ni Sankhati Utra Sangho Antra Wasako Pato Katis Ban Thanang Suji Hurang Parisa Zang Nan Cha Tí. Câu thứ ba, Gamewa Nigamewa Upasikehi Satim Upasaka Phinkhunang Parikha Rani Nichang Puchet Puchen tí. Câu số 4, Sa mana nang chat chak taro pak chay ya chi hóa răn chá pin đá pa tô chá sena sa nan chá ghi la ná phê sắc răn chá tí. Câu thứ 5, Pari kha ra nang vi ha ram hí bích hú pin đa giá Charitum patta chiwa rang afanham paripun chan tí. Bạch sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phạm Thịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Gati ka ra dhamma uthi sát tác xá uche tung dhamma no tác ma bắt phá hi tác xá parit kha ra ní A hà rí. Câu thứ hai, ách thả barit kha ra ní sang ra tí ít ta rá sang vô anh ta rá qua sá phô bát tô ta tí văn thả năng vụ trí phú răng barit xa quả năng cha tí. Câu số ba, ra mê qua
Niramewa Upasthi Kehi Sathin Upasaka Thikunang Parikhazani Vichang Kuchenti Kosovon Samananang Chattaro Đắc Trả Gia Nhiều Quả Đăng Trả Binda Tato Trả Sena Trả Năng Trả Kim Na Na Phê Sách Trần Cha Tý Câu số 5 Brit Kha Ra Năng Quý Hà Râm Hí Thích Khu Kinh Đa Giá Cha Vít Tùng Bách Tả Chi Quá Năng Á Phiên Hằng Và Rí Khung Trang Tý. Đã thưa sư, con xin hết ạ. Dạ đã hết ạ sư. Bây giờ chúng ta tập dịch ha. Giờ ai dịch được câu 1 thì tay lên sư ra mời. Ai mời cô Kim Cúc. Dạ. Không, tự mình nghe rồi tự ghi chép nha, sư không có ghi. Dạ thưa sư, con xin dịch câu thứ nhất. À. Gatika Ra Brahma Bodhisattva Pujetung Brahma Lokasma Pappachiyattva Parikharani Ahari. Thưa sư, con xin dịch là Phạm Thiên Khá Tí Kara đã mang các vật dụng xuất gia nơi thiên giới để cúng dường đến Bồ Tát. Lại lần nữa đi, dịch cho có cách giới từ đó. Dạ, con xin dịch lại. Phạm Thiên Phá Tí Cà Rá đã mang các vật dụng xuất gia nơi thiên giới để cúng dường đến Bồ Tát. Có ai dịch khác hơn không? Dạ thưa sư, Phạm Thiên Tí Ca Rá đã mang các vật dụng của bậc xuất gia từ thiên giới để cúng dường đến Bồ Tát. Nói lại lần nữa thôi. Dạ, Phạm Thiên Khá Tí Ca Rá đã mang các vật dụng của bậc xuất gia từ thiên giới để cúng dường đến Bồ Tát. Cái đó là cũng thể được đó. Tại ở trong trường hợp này thì sư sử dụng cái pháp chí ta xá thay vì mình dịch là của, để đem dịch là dành, tức là cách thứ tư. Thay vì mình dịch nó cách thứ sáu thì dịch nó cách thứ tư. Cái câu này thì dịch có cách thứ sáu mình đã vẫn có thể chấp nhận được. Còn Pramalokasma ở đây thì nó là dạng asma. Asma thì nó là cách thứ năm, nó phải là từ. Chỉ là từ. Còn dịch ở nơi thì người ta lộn, nó là ở đình sai cách, nên phải dịch là tên. Thì câu này dịch nó là Phạm Thiên Khắc Tí Ca Rá đã mang các vật dụng dành cho bệnh xuất gia từ Phạm Thiên Giới để cúng dường cho Đức Bồ Tát. Phạm Thiên Khắc Tí Ca Rá đã mang các vật dụng dành cho bệnh xuất gia từ Phạm Thiên Giới để cúng dường đến Đức Bồ Tát. Đó là câu 1. Rồi ai dịch được câu 2? Bạch sư, con xin dịch câu 2. Rồi. 8 món vật dụng là tăng và y tăng già lê. Thứ nhất là y tăng già lê, y vai trái, y nội, bình bát, dây thắt lưng, cây kim, dao cạo và đồ lọc nước. Con xin hết. Câu này thì dễ ha. Dạ. 8 món vật dụng là y tăng già lê, y vai trái, y nội, bình bát, dây thắt lưng, cây kim, dao cạo và đồ lọc nước. Câu đó dịch vậy. Dạ
rồi cây kim mới sợi chỉ mình ghi chung nhau làm cái gì thứ mình đưa cây kim mà không có chỉ đi không à, mình nói từ đó làm sao, cái gì cây kim mới sợi chỉ á sư, dạ tỷ thì mình riêng là mình chỉ dùng cái từ tí thôi hả? Dạ, yeah, nó chỉ luôn á. Dạ, cây kim sợi chỉ, nhưng mà bây giờ mình dùng chữ su xí su tác luôn chứ. Chứ cho kim không cho chỉ cũng đâu mai được gì đâu. À. Rồi, câu câu 3. Xúc về. Câu 3 được. Rồi, sư chơi cho con đọc. Câu số 3 nha. Đó, mỗi người dịch một câu, tôi để người khác dịch. Rồi, dạ. Cô Lăng Lê đi. Dạ thưa sư, con xin dịch là những thiện nam cùng tín nữ ở những làng mạc và thị trấn luôn luôn cúng dường vật thực đến những tỳ khưu. Rồi, lại lần nữa thôi. Dạ, những thiện nam cùng tín nữ ở những làng mạc và thị trấn luôn luôn cúng dường vật dụng đến những tỳ khưu. Có ai dịch khác hơn? Dạ bạch sư con xin dịch. Rồi cô hả? Dạ. Những thiện nam tín nữ trong làng hoặc ngoài làng luôn luôn cúng dường những vật dụng đến chư tỳ kheo ạ. Lần nữa. Dạ. Những cận sự nam cùng với cận sự nữ, những cận sự nam cùng với những cận sự nữ luôn luôn ở trong làng hoặc ngoài làng luôn luôn cúng dường những vật dụng đến chư tỳ kheo ạ. Đối cái chữ lý gam má ở đây thì tánh hả, thì tánh ha, dạ, làng hay là tánh hay là thành thị, ở làng hay là ở thành thị cũng được. Dạ. Các thiện nam cùng với các tín nữ, cái chữ gam mê, lý gam mê ở đây thì nó là định sơ cách, cái e cái dạng định sơ cách thì mình không có dịch là nhỉ ha. Hãy cô Lan Lê dịch là những, nó những không được. Tại những là khi nào nó cách thứ hai thì mình mới dịch nó là những. Còn ở định sơ cách thì mình không dịch nó là những được. À, mà ở tại làng hay là thị trấn với chữ qua đây dịch là hay là hoặc là chứ không phải là dịch qua được. Hay dịch qua là sai. Thì câu này là mình những thiện nam cùng với các tín nữ, hoặc là những cận sự nam cùng với các cận sự nữ, thì chữ này chúng ta phải dịch gì mới xác nhẽ. Ở làng hay là thị trấn luôn luôn cúng dường các vật dụng đến chư tỳ kheo. Rồi câu số 4. Dạ bạch sư con sư dịch xong ạ. Bạch sư con sư. Bốn món vật dụng của các sa môn là y phục, vật thực, chú sứ và thuốc trị bệnh, được không ạ? À, có ai dịch khác hơn không? Dịch lại lần nữa đi, dịch lại lần nữa cho lớp nghe. Dạ. Bốn món vật dụng của các sa môn là y phục, vật thực, chú sứ và thuốc trị bệnh ạ. À, có ai gì khác hơn không? Câu này thì nó cũng có thể xảy ra hai trường hợp. Cái chữ tâm anh nam năng ở đây thì nó cũng có thể là phải thuộc cách hoặc là và chỉ định cách, tức là có thể là cách thứ tư hoặc cách thứ năm. Ý dịch cho dịch là bốn món vật dụng dành cho bậc xuất gia là y phục, vật thực, chú sứ
quà thuốc trị bệnh, à, hoặc là bốn món vật dụng của bậc xuất gia là y phục, bậc thầy, chú xứ và thuốc trị bệnh. Cái dạng câu này thì nó thật ra là gì à? Dùng thở tu cách hay là định sẽ cách gì nó cũng nghĩa ngang ngang nhau. Một số câu thì nó có thể sử dụng ở hai trường hợp. Dạ. Là câu trên nãy. Dạ. Rồi câu số 5. Ai dịch được câu 5? Ai mới dịch được câu 5 không? Có tiên mãi dịch được câu 5 không? Dạ, thầy sư cho con đọc được không? Dạ, câu 5 nha sư. Trong các vật dụng, các vị tỳ khưu tại tỉnh Xá thường sử dụng y phép để đi khất thực. Cái gì dịch sao đó dịch lại đây? Dạ. Trong các vật dụng, các vị tỳ khưu tại tỉnh Xá thường sử dụng y bát để đi khất thực. Các bát thì sao y bát được, mình bát đi khất thực chứ sao y bát. Đây, ai dịch khác hơn? Bình bát, bát khác. Dạ bà sư con xin dịch bình bát. Xong rồi mình tắt mi ha, tắt mi để nghe ta dịch lại. Dạ. Dạ thưa sư con dịch là đối với các vật dụng trong tịnh xá, các tỳ kheo thường dùng y và bát. Các tỳ kheo thường dùng y bát để đi khất thực. À, lần nữa thôi. Dạ. Dạ bà sư. Đối với các vật dụng trong tịnh xá, các tỳ kheo thường dùng y bát để đi khất thực. Thực chế thì cũng được, nhưng mà theo thứ tự thì từ nó không có được lắm. Có ai dịch khác thôi. Dạ con thấy xong. Ai nói gì xin nghe. Dạ con thấy trong các vật dụng tại tỉnh xá, các vị tỳ khô thường sử dụng y bát để đi khất thực. Tại vì dạ. Trong các vật dụng tại tỉnh xá, các vị tỳ khưu thường sử dụng y bát để đi khất thực. Khi mình dịch vậy á, cái chữ ví ha râm dí á, người ta phải viết ở phía trước cái chữ parikhara năng. Còn người ta viết như vậy thì có nghĩa là cái chữ này nó muốn xài cho cái chữ tỳ kheo hơn là nói về các vật dụng. Ở đây thì vì là tông thì được, chữ parikharani này nó giống một cái cụm từ đặc biệt parikharan, tức là trong các vật dụng, các vị tỳ kheo ở tại tỉnh xá thường sử dụng y bò bát để đi khất thực. Trong Mali thì người ta sử dụng patachi warang, mà trong tiếng Việt mình quen sử dụng y bò bát rồi thì cứ dịch vậy. Mà trong Mali thì người ta cái chữ bát đi trước chữ y phía sau, chúng ta nó phải là bát và y, như mình quen sử dụng y bát rồi thì từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác thì cũng phải chấp nhận nè. Trong các vật dụng chư tỳ kheo ở tại tỉnh xá thường sử dụng y và bát để đi khất thực. Thì đó là câu số 5. Bây giờ tạm 5 câu đi rồi thì sao chúng ta sẽ dịch 5 câu nữa ha. Về coi từng vựng trước. Cố gắng tập viết Bali đi ha. Coi mình khắc phục máy mình sao để mình biết được, chứ để người ta viết cho mình hoài làm sao mình tiến bộ được.
Tại học phải biết thì chúng ta mới nhớ được. Các Phật tử mà không biết đâu có nhớ. Học ngoại ngữ mà phải biết được. Với lại Bali thì biết nó không phải là khó. Học biết được để mình viết trên chat rồi ta có phi qua. Cho mình đọc đọc hoài đâu được. Rồi mà cô Phước Duyên lên cầm mic. Dạ, buổi học đến đây là kết thúc ạ. Chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian để giảng dạy. Chúng con kính chúc sư nhiều sức khỏe và an vui ạ. Thì bây giờ xin mời chị Tịnh Hạnh đọc thầy kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Xin mời chị Tịnh Hạnh. Một bức thà nhớ các một mà đến một sáng thà nhớ. Con xin tri ân sư, con xin thay mặt cô chú viên trong gương hồi hướng kết thúc buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha Japomatha Devanaka Mahitika Uốn nhắn đồ ăn bộ can tu chi răng ra khăn tu sa sa nang a ca sa tha cha phong ma tha đi wa na ga ma hi ti ca Uốn nhắn đồ ăn bộ đăng tu chi răng ra khăn tu nô ca ro a ca sa tha cha phong ma tha đi wa na ga ma hi ti ca Uốn nhắn đồ ăn bộ đăng tu chi răng ra khăn tu nhà ta yo a ca sa tha Japom Matha Dewa Naga Mahitika Un Yang No Anubodan Tuji Rang Rakan Tupani No Akasatha Japom Matha Dewa Naga Mahitika Un Yang No Anubodan Tuji Rang Rakan Tuno Sada Idang Watano Un Yang Asawa Kajawa Hang Ho Tu Anagate Kale Satu Sada. Dạ, buổi học đến đây là kết thúc ạ. Mời quý vị nghỉ ạ. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Chúc sư ngủ ngon ạ. Rồi mai lớp nghỉ ha. Thứ ba mình học lại.